đội trưởng Văn Chuẩn, U23 Việt Nam sẽ chiến đấu để đi tới tận trận chung kết. Đội trưởng Quang Văn Chuẩn tin tưởng đội U23 Việt Nam sẽ góp mặt ở trận chung kết giải U23 Đông Nam Á 2023. U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U23 Lào lúc 16 giờ ngày 20 tháng 8. Là đương kim vô địch giải U23 Đông Nam Á, nên dù mang tới Thái Lan lực lượng gồm nhiều cầu thủ ở lứa U20, song thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn rất quyết tâm một lần nữa góp mặt ở trận chung kết. Chia sẻ ở buổi tập ngày 19 tháng 8, đội trưởng Quang Văn Chuẩn khẳng định U23 Việt Nam đã chuẩn bị tốt. U23 Việt Nam đã sẵn sàng trên mọi khía cạnh. Khi đặt chân đến Thái Lan, chúng tôi đã có trận giao hữu gặp U23 Bahrain. Các cầu thủ triển khai sơ đồ chiến thuật khá tốt. Ở trận gặp U23 Bahrain, các cầu thủ đã lùi về sâu trong hiệp 2. Dù có thể dâng cao, nhưng có thể do các cầu thủ mới vào sân chưa bắt nhịp được nên chúng tôi cần thay đổi để bắt nhịp, thích nghi tốt hơn, thủ môn Văn Chuẩn chia sẻ. Theo người gác đền đang khoác áo câu lạc bộ Hà Nội, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khuyến khích các tiền vệ dâng cao nhiều hơn để thực hiện các pha dứt điểm, từ đó mở ra cơ hội ghi bàn cao hơn. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho các cầu thủ tập thực hiện các đường chuyền xẻ nách ra biên. Tiền vệ dâng cao thường xuyên để có thể dứt điểm tốt hơn, Văn Chuẩn nói. Thủ môn Văn Chuẩn cũng tự tin khẳng định U23 Việt Nam sẽ lọt vào đến tận trận chung kết U23 Đông Nam Á 2023. U23 Việt Nam sẽ nỗ lực từng trận đấu một và sẽ bước đến trận đấu cuối cùng. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành vai trò của mình. Mục tiêu của tôi cùng toàn đội là chiến đấu đến trận cuối. Chúng tôi sẽ cố gắng chiến đấu hết mình vì người hâm mộ, cống hiến những trận đấu hay. Có đeo băng đội trưởng hay không, tôi cũng nỗ lực hết sức vì màu cờ sắc áo, Văn Chuẩn nhấn mạnh. U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U23 Lào và U23 Philippines. Ở lượt trận đầu tiên, U23 Philippines và U23 Lào đã hòa nhau với tỷ số 2-2. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.